Ở tập trước, Nhất Hổ đã bị Bạch Lang đánh bại. Sau khi Tiểu Vũ sử dụng tinh huyết của mình giải cứu cho nó, cô yêu cầu Nhất Hổ phải đưa mình và Bạch Lang rời khỏi khủng bố xâm lâm. Sang tới nội dung của Tây Hành Kỳ phần 5 tập 10. Mở đầu là hình ảnh Sang Ngô Tĩnh đang sử dụng kết giới để kết nối đến U Minh Chi Cảnh, xuyên qua sinh tử đại hận, lén trà trộn vào nơi mà chúng sinh phàm trần phải dừng bước. Đó là âm gian. Sau khi kết giới hoàn thành, Ngộ Tĩnh trực tiếp tiến vào âm gian, gặp rất nhiều âm hồn đã sa ngã. Chúng nhìn thấy hỏa diễm trên người Ngộ Tĩnh còn rất tươi mới, vì lẽ đó đã có ý định cướp lấy hỏa diễm. Sau khi một hồi quyết chiến với chúng, một người dẫn đường đã xuất hiện tại đây, cản bước tiến của Ngộ Tĩnh. Sau một hồi quyết chiến, cả hai đều có cảm giác như thân quen nhau từ lâu. Sau đó Ngộ Tĩnh tiến tới gặp người bạn cũ của mình, Âm Giới Vương. Trước đó Ngộ Tĩnh chính là xích diễm quỷ ở Lưu Sa Hà, vì muốn làm người mà bị Âm Giới Vương lừa gạt, tìm kiếm rất nhiều người sống đưa xuống âm gian làm con rối. Sau khi gặp được Đường Tam Tạng và Đoàn Trở Kinh, ông đã nhận Ngộ Tĩnh làm đại đệ tử của mình, cùng lên đường đi Tây Thiên Cực Lạc. Thế nhưng cũng vì điều đó mà Âm Giới Vương cực kỳ căm phẫn, hắn nói rằng Ngộ Tĩnh đã phản bội hắn ta. Âm Giới Vương cũng biết được rằng Ngộ Tĩnh chưa chết mà dùng phép thuật tiến xuống âm gian. Ngộ Tĩnh sau khi gặp Âm Giới Vương lập tức nói rằng mình là Ngộ Tĩnh, đã không còn là xích diễm quỷ năm xưa. Hai người đạo bất đồng, bất tường vì mưu, hôm nay tới là có việc tương cầu. Ngộ Tĩnh muốn mượn bảo vật Âm Thế Đồng Bán sử dụng tìm kiếm sư phụ và Ngạo Tuyết. Tất nhiên Âm Giới Vương sẽ không đồng ý điều đó. Hắn ta cười lớn và lập tức lao tới tấn công. Hắn ta ở âm gian trưởng quản vong giả, mỗi việc nhỏ nhặt hắn ta đều nhớ, không bao giờ quên. Từng chút thủ hận dục vọng dù là có đợi bao lâu, Âm Giới Vương cũng phải tính tới cùng. Vì lẽ đó hắn ta cực kỳ căm tức Ngộ Tĩnh. Ngộ Tĩnh ban đầu không tấn công, chỉ yêu cầu niệm tình trước đây mình phục vụ hắn ta, xin tha cho một lần, chỉ cần cho mượn bảo vật sau khi thành công cứu sư phụ sẽ tự đến để mặc Âm Giới Vương xử trí. Tất nhiên Âm Giới Vương không đồng ý, vì lẽ đó Ngộ Tĩnh chỉ còn cách xa tay cướp lấy Âm Thế Đồng Bán. Sức mạnh Âm Giới Vương ở âm gian là vô cùng bá đạo, hắn ta sử dụng rất nhiều con rối dẫn đường bao vây Ngộ Tĩnh. Những con rối này không hề biết đau, khi mà cơ thể bị đứt gãy sẽ lập tức tự lành lại, vì lẽ đó nếu như quyết chiến lâu dài, Ngộ Tĩnh sẽ vào thế bất lợi. Chưa kể còn có một Âm Giới Vương đang lúc nào cũng muốn lấy mạng. Ở đây Ngộ Tĩnh còn biết được một sự kiện. Tiểu Nguyệt, người con gái mà Ngộ Tĩnh quen biết ở Lưu Sa Hà, đã bị Âm Giới Vương bắt xuống âm gian ngay khi Ngộ Tĩnh rời khỏi. Và trong số những con rối đang tấn công Ngộ Tĩnh, Tiểu Nguyệt đang ở trong đó. Vì biết được điều đó, Ngộ Tĩnh đã không dám ra tay hết sức, sợ tổn thương Tiểu Nguyệt. Vì đã đó Ngộ Tĩnh đã bị điều vào thế khó. Sau khi sử dụng các pháp thuật của mình, Ngộ Tĩnh đã thành công giải cứu Tiểu Nguyệt, lấy được bảo vật Âm Thế Đồng Bán, bỏ trốn đi tìm sư phụ và Ngạo Tuyết. Về phía Đường Tam Tạng, sau khi xuống âm gian đã bị đám vong hồn bao vây. Sau một thời gian quyết chiến, Ngạo Tuyết cũng đã tỉnh lại. Thế nhưng vì tam muội chân hỏa đã bắt đầu chuyển sang màu đen, vì đã đó Đường Tam Tạng bị dính ảo giác, lập tức lao tới tấn công Ngạo Tuyết. Khi cuộc chiến đến hồi căng thẳng, Ngộ Tĩnh và Tiểu Nguyệt đã kịp thời xuất hiện giải cứu Đường Tam Tạng khỏi ảo giác. Ở đây Âm Giới Vương cũng đã đuổi tới nơi, vì muốn trở lại dương gian, Ngạo Tuyết và Tam Tạng lựa chọn cản đường Âm Giới Vương, dành thời gian cho Ngộ Tĩnh sử dụng pháp thuật tiến về âm gian. Sau khi mở ra pháp trận, Ngộ Tĩnh thành công đưa Đường Tam Tạng và Ngạo Tuyết tiến về dương gian, cả ba tiếp tục trên đường tìm kiếm Tiểu Vũ tiến tới Bỉ Ngạn. Về phía Bạch Lang, sau khi thành công đánh bại Nhất Hổ, cả đoàn ba người đã thoát khỏi khủng bố xâm lâm, tiến tới nơi ở của Cự Thạch Binh. Nhất Hổ sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã được Tiểu Vũ thả về khu rừng. Vì Bạch Lang đã là ám hồn, Thạch Binh đã tấn công và nhốt Bạch Lang vào ngục tối. Còn Tiểu Vũ thì bị chúng yêu cầu phải trở thành Thạch Binh sống mình, vì lẽ đó Tiểu Vũ không đồng ý mà trốn khỏi đây. Thế nhưng cô bị chúng bao vây. Ngay lúc nguy cấp, Nhất Hổ lại xuất hiện giải cứu Tiểu Vũ. Thế nhưng vì uống tinh huyết của Tiểu Vũ, Nhất Hổ đã không thể ăn thịt, vì thế nó đã bị đánh bại tại đây. Cả đoàn bị bắt nhốt vào trong tù lao. Vậy là nội dung của Tây Hành Kỳ phần 5 tập 10 đã kết thúc rồi. Nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé.